Hello các bạn, lại là tôi đây, Sói Review Tốc Chiến nha. Hôm nay chúng ta cùng đi sâu vào một xạ thủ đặc biệt của Liên minh Tốc Chiến, Mobi Tốc Chiến là Draven. Vị tướng này là một trong số ít xạ thủ có khả năng dồn đêm cực mạnh từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối của game. Mời các bạn theo dõi hết video để tôi kể về con suốt ngày quay tay này nhé. Draven là một trong số ít át đường dưới sở hữu khả năng dồn sát thương cực mạnh ngay cả ở những cấp độ đầu tiên. Với một game thủ sở hữu lối chơi hổ báo, áp đảo đối phương từ giai đoạn đi đường thì không có át nào khác có thể phù hợp hơn Draven. Kết hợp với một vị tướng hỗ trợ có khả năng chống chịu, hỗ trợ tốt thì bộ đôi này sẽ là nỗi khiếp sợ cho bất cứ tướng địch nào dám đối đầu. Ngoài những điểm mạnh, Draven còn sở hữu một số điểm yếu mà người chơi cần nắm rõ trước khi sử dụng vị tướng này. Khả năng cơ động trong giao tranh không được đánh giá cao, phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo kê của đồng đội. Cách lên đồ Draven Tốc Chiến cần sát thương, chí mạng tăng tầm đánh, đặc biệt là khả năng hút máu để trụ đường lâu hơn. Món đồ đầu tiên cần lên là huyết kiếm, là con lên đồ cho Draven. Mà thôi, tôi đang nói nhiều quá rồi đúng không các ông, bây giờ tập trung vào đánh em nó thôi, chứ thấy nó quay tay hoài là tôi cũng thấy ngứa mắt lắm rồi. Gì chứ, mấy đứa này thì tôi có thể chấp chúng nó chạy vài vòng quanh cái bản đồ này rồi đánh cũng chưa muộn mà. Một phi đao thần trưởng là khiến chúng nó phải sợ. Các ông thấy tôi hổ báo chưa, vài đường cơ bản là chúng nó phải nấp hết vào trụ rồi. Lại đây, cắm con mắt bên này cho nó trầm trồ. À, này thì lao ra cắm mắt với chúng tôi à, lia cho cây dao què giò luôn. Tức quá nên về lên thêm ít đồ cho em nó để ném đao được xa hơn các ông à. Anh ta đang ném và ném, một mình quay hai tay cho nhanh ra đấy. Chứ tầm này thì hai đứa kia vẫn chưa đủ sự hấp dẫn để khiến anh ta đỗ lên đỗ xuống được. Với một cơ thể đầy cơ bắp và một thân hình thật đẹp trai thì tôi chắc hai đứa kia cũng đang thích anh ta lắm. Nhưng mỗi tội là không cùng chung đường nên đành phải dùng đao kiếm để nói chuyện trăm năm thôi. Chứ tầm này mà lại với chúng nó thì chỉ có ngắm gà khỏa thân thôi. Bây giờ muốn về cũng không về được, chắc chúng nó cắm mắt ở chỗ tôi rồi. Nhìn con AD bên nó kìa, chắc nó thấy tôi rồi, không muốn cho tôi đi đường tắt đây nên thôi về đường vòng vậy. Thôi bây giờ phải tập trung đánh đá các ông, chứ nói nhiều quá không tập trung được để thua là đồng đội nó chỉ cho thì mệt lắm. Let's admire me. Legendary. Ally slain. Shut down. Seems to be blood everywhere I go. You have slain an enemy. Retreat. This is where Draven shines. Now this is how to move. You are on a killing spree.
This is where Draven shines. No following these footsteps. Enemy slain. Enemy slain. Double kill. Killing spree. Ally slain. Rampage. Double kill. You are unstoppable. Ace. Killing spree. Ally slain. Rampage. Double kill. Unstoppable. Triple kill. Dominating. Let's admire me for a bit. I look like magic. Perfection? I got that. Enemy turret destroyed. No following these footsteps. On my way, dominating. Ally slain. Everywhere I go. Enemy turret destroyed. Godlike. Double kill. Legendary. Rampage. No following these footsteps. Victory!